Kính chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nam mạng. Nam mạng Bính Tý, cung Cấn, trực Thành, mạng Gián Hạ Thủy, khắc Thiên Thượng Quả, con nhà Hắc Đế, xương con chuột, tướng tinh con rắn, cậu tài, cậu quý, đậu mạng. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Bính Tý. Nam tuổi Bính Tý, tính cách có phần hướng ngoại, ưa thích mạo hiểm và khám phá. Trong cuộc sống có khá nhiều sự thay đổi, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, khó có được lúc bình yên. Nam Bính Tý chú trọng vào sự nghiệp danh tiếng hơn chuyện tình cảm yêu đương. Thời còn trẻ đa phần họ dành nhiều thời gian để thử thách với những công việc khác nhau, tạo dựng sự nghiệp. Bước sang tuổi 28 là thời điểm thuận lợi phát triển nhất trong cuộc đời của những người này. Tóm lại, tuổi Bính Tý cuộc sống có nhiều thử thách nhưng không khiến họ phiền lòng, mà ngược lại chính điều đó thúc đẩy sự cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Trong chuyện tình duyên, những người này khá may mắn và có nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Nam Bính Tý hưởng thọ trung bình từ 72 tuổi đến 84 tuổi. Nếu ăn ở có phúc, sống chân thành, làm nhiều việc thiện thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về tình duyên, sinh vào các tháng giêng và tháng bảy, tình duyên của Nam Bính Tý trải qua nhiều khó khăn thử thách mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Những người này nhân duyên thường đến khá muộn, những mối tình khi còn trẻ khó đi đến kết quả cuối cùng, phải đến lúc sự nghiệp vững vàng, công ăn việc làm ổn định thì nhân duyên mới tới. Cuộc sống sau kết hôn khá hạnh phúc và may mắn về vấn đề tài chánh. Sinh vào các tháng 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Trong tình duyên, Bính Tý có thể gặp phải nhiều điều không thuận lợi sau kết hôn hay mắc phải những vấn đề liên quan tới tài chánh. Cuộc sống có nhiều khó khăn, muốn giải quyết tốt tình trạng hiện tại thì họ cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc. Ngoài ra, cũng nên dành nhiều thời gian hơn phát triển tình cảm gia đình. Gia đình và sự nghiệp. Trong cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Lúc nhỏ họ nhận được khá nhiều tình thương, sự chăm sóc chu đáo, cẩn thận từ những người xung quanh. Đời sống khá giả, không phải lo lắng nhiều tới những vấn đề của cuộc sống. Tuổi Bính Tý là những người khá đề cao công việc lẫn sự nghiệp. Họ có năng lực làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm nên dễ dàng có một chỗ đứng vững chắc, được nhiều người tín nhiệm. Sự nghiệp của người tuổi Bính Tý thành công khá nhanh chóng, càng về sau càng phát triển, có vận tiền tài. Tuổi Hợp làm ăn. Nếu có ý định hợp tác làm ăn với một ai đó, thì tuổi Bính Tý nên cân nhắc nhiều hơn với những người sau đây. Đó là những người tuổi Bính Tý, tuổi Tân Tỵ, tuổi Nhâm Ngọ, tuổi Ất Dậu. Hợp tác với những người này sẽ đem đến nhiều tài lộc, sự may mắn, thành công cho những công việc chung, đạt được kết quả tốt đẹp, không sự thất bại. Chọn lựa vợ chồng, kết hôn với những một trong những số tuổi sau đây: Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu. Cuộc sống hôn nhân của tuổi Bính Tý sẽ có nhiều điều hay đẹp. Trong cuộc hôn nhân gia đình có nhiều niềm vui, sau kết hôn tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc và gặp nhiều may mắn về công danh lẫn sự nghiệp. Nếu cố gắng làm ăn, tập trung hơn nữa vào công việc thì cuộc sống đầm ấm, giàu sang, sung túc là một điều rất dễ dàng đạt được. Những tuổi này sẽ giúp Bính Tý phát triển được con đường danh vọng của bản thân. Kết hôn với một số tuổi sau đây: tuổi Giáp Thìn và Mậu Dần thì cuộc sống ban đầu có sẽ khá nhiều trong những điều cản trở. Sau kết hôn, tình cảm tốt đẹp, hai vợ chồng thắm thiết, hòa thuận nhưng lại không được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tiền tài. Nếu muốn cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, thì ngoài việc chăm chỉ làm việc, tạo lập sự nghiệp thì cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc gia đình và con cái. Nếu kết hôn với một số trong các tuổi như tuổi Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn, thì trong cuộc sống tuổi Bính Tý sẽ phải cố gắng nhiều hơn thì mới đem đến nhiều hạnh phúc cho gia đình và bản thân. Trong cuộc sống đôi khi gặp phải những chuyện phiền lòng, Bính Tý cần phải học cách quan tâm chăm sóc vợ và con cái. Có những năm mà Bính Tý không nên kết hôn do không hợp tuổi nên rất dễ dẫn tới nhiều khó khăn hơn cho cuộc sống.
Vợ chồng sau này đó là các năm 17 tuổi, 21, 23, 29, 33, 35 và năm 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ, năm Bính Tý, tuổi Kỵ với các con giáp là tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Mùi, Quý Mùi. Trong công việc làm ăn nên hạn chế hay suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời mời hợp tác với những người này. Cộng tác với các tuổi trên đây có thể khiến cho công việc làm ăn chung hướng phải những khó khăn, rắc rối, gây ảnh hưởng phần nào đó tới tiến độ công việc. Ngoài ra, cũng không nên lựa chọn kết hôn với những người tuổi này do không hợp tuổi nên dễ dẫn tới nhiều khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Nếu có yêu thương một người tuổi này thì Bính Tý cần phải cố gắng hơn trong cuộc sống. Hai vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong tương lai. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống, có những năm mà Bính Tý sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn những năm khác. Cuộc sống có phần vất vả và phiền muộn. Đó là các năm 24 tuổi, 27, 33, 38 và năm 45 tuổi. Do vậy mà trong những năm này, họ nên chú ý hơn tới những vấn đề quan trọng trong cuộc sống, cẩn thận hơn với mọi quyết định. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Chọn được ngày giờ xuất hành đẹp sẽ đem đến nhiều điều may mắn, thú vị, cuộc sống thêm phần tài lộc. Mọi công việc dự định làm điều thuận lợi và đem lại những kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Đó là thời điểm ngày chẵn. Nhưng lựa giờ lẻ tháng chẵn diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi. Đây là những khoảng thời gian tuy vất vả nhưng có nhiều ý nghĩa nhất đối với cuộc đời bạn. Trong năm 18 tuổi, tình duyên không được thuận lợi, gặp phải điều buồn phiền. Tuy nhiên, trong năm lại có vận may về thi cử. Năm 19 đến năm 20 tuổi, có vận tiền tài rộng mở, cuộc sống gia đình nhiều niềm vui. Năm 21 đến năm 23 tuổi, có nhiều điều may mắn về tiền bạc, cuộc sống thoải mái. Năm 24 tuổi, nhiều điều xảy đến, có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này cuộc sống có nhiều vất vả và phải cố gắng hơn nữa trong công việc. Năm 27 tuổi, sự nghiệp có bước phát triển và đi lên rõ ràng. Năm 28 tuổi, nhiều điều may mắn. Trong năm kết hôn, rất sẽ may mắn, cuộc sống vui đẹp. Năm 29 và năm 30 tuổi, công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi, có vận tiền tài. Từ năm 31 tuổi đến năm 33 tuổi, trong những năm này có nhiều điều bất ngờ xảy đến, cuộc sống trải qua một số khó khăn nhưng lại rất thành công trong công việc và sự nghiệp. Trong năm cần chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn nữa. Cuộc sống vào năm 32 tuổi khá đẹp và nhiều may mắn. Từ năm 34 đến năm 37 tuổi, năm 34 tuổi cuộc sống có nhiều niềm vui, nhất là đối với công danh sự nghiệp. Năm 35 tuổi có lộc phú quý, gặp nhiều may mắn trong công việc. Năm 36 tuổi cẩn thận chú ý khi ra ngoài. Năm này không nên xuất hành đi xa, làm ăn nên cẩn thận hơn tránh hao tài. Năm 37 tuổi có nhiều niềm vui đến từ con cái. Từ năm 38 tuổi đến năm 44 tuổi, những năm này vướng phải một số vấn đề khá khó khăn trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Trong năm có vướng phải chuyện thị phi làm ảnh hưởng tới công danh và tiền tài. Năm 40 tuổi cẩn thận hơn tới sức khỏe bản thân, nên thường xuyên đi khám chăm sóc điều dưỡng thân thể, tránh mắc phải một số bệnh tật. Từ năm 42 đến năm 47 tuổi, những năm này cuộc sống có nhiều niềm vui, tươi đẹp, đặc biệt là chuyện gia đình. Cuộc sống hôn nhân có phần hạnh phúc và mỹ mãn. Trong năm, công danh và sự nghiệp cũng đã theo đà phát triển, cuộc sống ngày càng ấm no, đầy đủ, có vận may về tài lộc. Từ năm 48 tuổi đến năm 52 tuổi, trong những năm này có nhiều điều không vui xảy đến. Trong năm cẩn thận hơn đến tới sức khỏe của bản thân. Cuộc sống có phần xáo trộn. Năm 48 tuổi đến năm 50 tuổi, sự nghiệp không có bước phát triển thêm, gia đình có chiều không thuận hòa. Năm 51 và năm 52 tuổi, cuộc sống có chút khởi sắc nhiều, niềm vui đến hơn. Tình cảm giữa các thành viên cũng có chiều hướng thay đổi tích cực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.